rồi mẹ mất đâu. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy cái hoa này, tại vì ít người trồng ấy. Gấp bụt. Hình như cái người ta bảo trồng cái này không lành hay sao này. Cái hoa này. Cái hoa trồng hả? Trong này. Đẹp tốt hay sao? Dâm bụt này nó khác dâm bụt ngày xưa của mình nhỉ. Dâm bụt một lúc nữa. Dâm bụt này là dâm bụt Thái. Trong nó trở thành dâm dục trên mẹ. Tan cửa nát nhà. Ngồi ngoài cho nó thoáng không ơi. Kiếm cái bàn ngoài đi. Bún chân giò má lợn Nam Định. À. Cứ bún củi của mọi loại. Anh khuỷu với cho cả cái này nữa này. Mọc. Vâng, một bát khuỷu mọc. Cái này là cái gì? Dạ, đây là má anh ơi. Đây là má, còn đây là giải anh nhá. À. Cái giải này ngon này. Thế thì cho khuỷu má. Không, khuỷu. Không con mà. À, khuỷu dài với là cái này mọc. Một bát này. Ừ. Nhà mình có cả mấy bát ạ? 2, 4, 6. Thôi ngồi ngoài đi thoáng này, lên trên này nóng lắm. Trên đấy ngồi đây được không? Thôi lên trên vậy. Hử? Đi lên trên vậy chứ làm gì có chỗ. Trên đấy có đủ ngoài. Trên này á hả? Trên gác này á hả? Đã có ăn. Xong cái này bắt này đỏ đỏ đấy. Miếng này đỏ đỏ này. Không sao, sao. Cái này đều có giải hết gì? Chín chưa? Giải, chín rồi anh ơi. Bắt này có gì? Bắt này chưa giải. Giải bắt này. Ngửi ra xem. Nó chín chưa? Chín rồi anh ơi. Dư thế anh bảo không chỉ thế màu đỏ không phải là... cái màu đỏ này không phải là màu đỏ sống đâu. Màu đỏ là do chân bị đánh à? Không phải, người ta đánh cái anh. Chị ơi, cho tí xung lên nhỉ? Thanh đấy nhá. Cái này là chân giò, khuỷu chân giò đấy hả? À, miếng to này, miếng to này mà. Gì nữa? Thịt giải mọc, ok. Thực ra là về Phủ Lý anh vẫn thích ăn cái gì nhỉ? Bánh cuốn hơn. Ở đây thôi ăn bánh cuốn nữa rồi vỡ mõm. Thôi luôn. Ăn bánh cuốn thì nó mới đúng kiểu. Thôi. Tập thế thôi. Anh đang tính ra cố gắng là
bớt được 2 chỗ còn 5-8 thôi. Đạo toàn là nghe chuyện người khác, chưa hề kể tí gì về thành tích cả. Người ta lại không nói với thằng khôn này nhỉ. Cái mồm cũng ngoạc đấy, lộ hết đâu. Lộ hết, lộ hết. Em đang ngồi chờ anh mãi. Wow, thử cái dài này trước. Cũng được đó. Sau đi... hôm sau đi thử cái chỗ hôm qua chú bảo ấy. Chỗ nào bên kia ấy? Cái gì nhỉ? Nó gọi là cái gì nhỉ? Thế này... ông chưa được miếng nào thì mẹ đang ấp ực, đang quyết tâm. Mình nhanh như mình xong rồi. Xong rồi. Ngon đấy. Trong bảo vợ nó đi dọn dẹp đúng ra thì nó ăn, các ông gọi mỗi ông gọi 2-3 cái bát, nó rửa lâu bát vợ nó rửa. Các ông lo rửa bát mà an toàn, để bát đũa đến đi thì bà tẩn giết. Thực ra nó làm miếng này toàn xương, có gì đâu. Sao mày cũng tắt máy đi một vòng, chạy ra đấy 30 phút rồi bảo chạy tít lên đường văn mới mua được. Không biết vận dụng gì cả. Mọc rất là thơm. Các bạn, đợt trước đi có nói ăn gì đâu, đợt này ở đây thì mặt anh nó hơi, mặt anh hơi khẳng, hơi khẳng đi. Nhưng mà thôi đấy. Nó bảo là các anh đi. Đợt trước đi có sao đâu? Các anh đi với chú Hiếu, là em yên tâm. Anh này đội cò cao lắm nha, hôm qua. Anh ít đi ăn sáng, nhưng hôm nay ăn sáng thấy ngon thật. Mệt đói. Muốn ăn sáng ngon mà tối phải vận động nhiều tháng ạ. Ăn ngon lắm. Nhiều thịt dài quá.
Trong cái khuỷu mọc ngon, đúng rồi, mọc thơm ngon lắm. Ẩm thực Việt Nam đa dạng, từ gạo ra làm hết bún miến. Nghiện thôi cả. Có mỗi món tôm thôi nhà bạn. Mắm tôm nó mà biết được cách làm là nó khiếp. Mọc nó làm thơm thật, nấm hương, nấm hương, nấm hương, nấm hương. Ây da, ít nhiều bù đắp được cái tổn thất năng lực sinh hoạt sức khỏe từ hôm qua. Tí Ấn chạy qua hỏi xem mở cửa cho anh Thắng anh trải nghiệm của tí. Xin lô mấy? Xin lô 2. Xin lô 2 bình thường. Đấy, hút cái này hơn. Chiều loại, lô 2 này chiều 7 một điếu đấy. Có thằng mua để tao bán, ai đến chiều 7. Bán đinh hoài. Bán đấy, chiều 7 bán đấy. Bán đinh hoài, chiều rưỡi. Chiều rưỡi rồi mà. Ôi, lấy nó 1 triệu đấy. Giờ bố bán lại cho ông Thắng. Mấy nó đi hút.
may nó không như thuốc. Thuốc này đéo đến phần này. Cái này là đấy, cái này hút tẩu này mới sướng. Đấy, nhồi này. Nó phải đầy đầy lên. Hút nhiều lắm, cái này mà một cóc này mà một điếu thì hút cả 2 tiếng. Còn nếu mà có mang một điếu về nó dỗ cụ dưới nhà mang về là mấy ông cháu nó bắn. Đấy, điếu này thì chưa nhậu thì hút. Ông anh để cái ông máu này nó giờ ông lơ đơ rồi. Đấy, ông đúng không? Đây một tàu này thì chắc được khoảng 10 phút. Thế thôi, con thú rồi đấy, về nhà đây là phải đổ đi. Nhà về 2 tầng gốc kia. Vấn đề là... Vì căn bản lên xe mình bị tắt. Đúng rồi, lên xe này phải tắt. Ba lần rồi chắc là bố xuống đi bệnh viện mà khám bệnh mà ngồi phút cái này ở vỉa hè hành lang thì bọn bác sĩ nó chém chết. Bác sĩ y tá nó bảo ôi gặp đại gia rồi chết. Xuống căng tin bệnh viện là phải ngồi uống cà phê. Ăn trưa. Lấy máu xong rồi xuống không có tụt tụt trong cành ở đây. Mà tụt run chân run tay không đi được. Anh đạo ơi về lấy đồ. Đã quan gì đấy đấy đâu, chú về chú đấy thôi, phòng này sạch sẽ bong không có gì đâu. 912 ấy không à, của em 92 của anh 82 cái phòng không đấy là xong rồi thì xong hết rồi. Bố em có gì đấy đâu, không dùng cái gì, chỉ dùng một chai nước thôi anh. Ý này phải đòi lại nó một số cái mày không dùng anh ạ. Được không? Tắm tắm thì tắm đi. Vào tắm đi, 2 tầng tắm. Tắm ở ngoài khách sạn thì khách sạn tầng tắm đấy. Ở cái ngủ khách sạn đâu khách sạn. Trên này thôi bố nhỉ? Ừ. Nữa không? Cút hết này cho cút đi, thế thôi. Bắn hết có 2 con bị sơi thì... Đi đây nhá. Nhập lại em. Bọn nó lại đi quốc nữa, không cho anh cho mình gì đấy. Cái này nó như bơm về cái ga bình thường mà. Bơm mà được, chắc là phải bơm mà được. Dám chứ không chú. Đùa. Mà thợ ơi, bơm ga chắc nó phải thạo, nó phải biết hết. Vâng. Nó bơm được. Bật mấy để nhiều. Mày bố. Mày bơm mà cho nó cháy nè. Ôi, bỏ mẹ chặt quá rồi. Không vào à? Đúng rồi, nặng. Ấn chặt quá thì nó lại... Nhưng nó cháy được lâu nhưng mà nó... biết mạnh mà. Chả thấy nên chưa nên đi khóa rồi là chưa hoạt à. Chặt quá rồi. Làm sới lên. Đây cái lỗ kia, đây đưa cho bở cái này ra. Đấy, cái giữa, cái giữa. Đấy. Không, một phát là giữa thôi, có một đường không kỹ mà là được. Đấy, nó sinh ra nó có bài của nó rồi. Thằng theo công an của Ba Vì nó trốn của chú bạn đang khởi tố, nó phải cháy hẳn lên. Ai da để nhiều hơi gần hút nó mới được, hơi chặt bệnh chặt đúng không, bệnh bóp má mà như này người ông này. À, chiều hôm giờ đi về cắt tóc, bà gọi giật là chủ quản cơ quan thôi. Sáng sau táo là kéo phải xuống, nó mỏ xuống. Chỉ là đi xuống nè. A ký. Vậy chị làm ngon chưa? Chúng ta chú hỏi cho ngon rồi. Lúc trả lên em vào xe này lên vào. Chúng thấy. Bố cho con mượn đi đấy. Được 25 tháng 50. Một hành vi chỉ phạt 2 lỗi, vừa trốn thuế vừa chậm nộp hồ sơ và thì ai chỉnh trị. Và vẫn chúc bạn kính xem. Bọn nào cái khai thì cái khai như thế nó có phải quá phát thế đâu. Anh đất nhà rồi, cả mọi người nó đến nó sao lại kiến nghị.
Cái này hút chứ quen. Biết cách chứ. Cách nhồi thuốc thế là vừa. Cũng thông cơ. Cái gì? Đây. Đây. Sao có cái lý nặng. Ăn dùng cái loại này nó nhẹ. Vâng, là thứ hai năm em đảo. Hôm qua chị tối hôm tối thứ sáu, chiều thứ sáu ngồi này, xuống bọn mọt xuống mà thôi. Tối nay thì lúc chị từ phía kia thì hai anh ở trên đây chị không đảo. Ngon rồi. Anh có biết làm không đây? Để tôi làm cho. Có xe điếu không? Không có cái lòng này thôi, đây là lòng cũng là lòng ngon đấy. Lòng ngon đấy hả? Dày dày này. Dày dày dày. Dày dày hả? Đoán dày dày nhiều. Nhiều dày dày. Dày 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 ngon. Quá được luôn rồi. Alo. Đang nhà ông bà. Để mang xuống ra cái chỗ thoát nước thì không đổ đi. Này đang đâu rồi? Có phải đón không? À, rồi ok. Vâng. Hiểu, chẳng hiểu. Tiến bộ đấy.